các bạn. Hôm nay là Chi chia sẻ với các bạn về câu chuyện xung quanh về vợ Việt và chồng Mỹ, và đây là cái video mà Chi trả lời những cái thắc mắc của các bạn đây. Thì có nhiều bạn hỏi Chi ha, là các bạn thấy trên những cái kênh YouTube hiện tại bây giờ á, chia sẻ về những cái chủ đề xoay quanh về cuộc sống của vợ Việt chồng Mỹ á, thì các bạn thấy rằng á, rất là nhiều cặp vợ chồng, vợ Việt và chồng Mỹ rất là hạnh phúc, và những người phụ nữ rất là may mắn lấy được những người chồng rất là yêu thương và có một cuộc sống họ rất là hạnh phúc. Và các bạn có rất là nhiều bạn cũng mơ ước có những cái may mắn, có cái cơ hội may mắn để gặp những người chồng như vậy. Thì các bạn hỏi mình là làm như thế nào để mà có thể gặp được những cái người đàn ông tốt như vậy hoặc là may mắn được như vậy. Thì thật sự ra đó, để trả lời câu hỏi này thì không có dễ dàng chút xíu nào hết các bạn. Bởi vì mỗi người có một cái hoàn cảnh khác nhau, giống như là, và mỗi một người có một cái xuất phát điểm khác nhau nữa các bạn. Giống như những người mà chưa bao giờ kết hôn qua, những bạn mà mới kết hôn lần đầu tiên, giống như những bạn còn trẻ đó, thì đến với một cái cuộc hôn nhân với những người nước ngoài, thì cái độ tuổi đó, cái hoàn cảnh đó nó sẽ xảy ra, nó sẽ khác đi đối với so với những người mà giống như Chi, là những người đã từng trải qua những cuộc hôn nhân trước đây rồi, và bây giờ là gặp được một cái người chồng hiện tại. Thì cái người chồng hiện tại của mình cũng đã từng trải qua một cái cuộc hôn nhân trước đó. Thì hai cái cuộc hôn nhân đó, hai cái hoàn cảnh đó nó sẽ khác nhau về cái xuất phát điểm, và cái hoàn cảnh cái cuộc hôn nhân nó cũng sẽ khác nhau. Cho nên là để hỏi rằng là làm như thế nào để hạnh phúc, và làm như thế nào để mà tìm được một cái người đàn ông mà yêu thương mình, trân trọng mình, hoặc là có một cái cuộc sống hạnh phúc, thì nó phải tùy thuộc vào cái quan điểm sống của mỗi người và cái hoàn cảnh sống của từng cá nhân nữa các bạn. Cho nên là mình chỉ nói về cái vấn đề mà trải nghiệm voi bản thân của mình thôi ha. Các bạn hỏi thăm mình là tại sao mà bây giờ các bạn thấy trên mạng rất là nhiều người chia sẻ về cuộc sống của vợ Việt chồng Mỹ. Thấy ai cũng được may mắn lấy được những người chồng rất là tuyệt vời. Những anh chồng đó là đa số là yêu thương vợ con nè, rất là hạnh phúc nè, rất là tôn trọng vợ con nè, là những anh chồng là có trình độ nè ha, cũng khá giả ha, là nói chung là cũng có công ăn việc làm tốt á. So với những điều mà các bạn nghe được, nói là những người đàn ông mà người Mỹ hay là người nước ngoài mà lấy vợ là những người là thu nhập thấp, hay là những người không có trình độ trí thức, hay là những người đàn ông mà chỉ có những người ở Mỹ người ta chê, người ta không lấy được vợ, thì cái anh này mới về Việt Nam lấy vợ. Thì đó là những cái điều mà các bạn hỏi mình, nó luôn luôn lúc nào cũng hỏi mình hai câu hỏi vân vân, hỏi là tại sao thế này, tại sao thế kia. Thì bây giờ Chi sẽ chia sẻ cho các bạn về những cái điều mà Chi đã trải nghiệm và mình đã thấy xung quanh mình ha các bạn ha. Thì hiện tại bây giờ Chi cũng không cần phải nói, thì các bạn cũng đã thấy rồi, rất là nhiều kênh YouTube chia sẻ, và những cặp vợ chồng nữa các bạn cũng đã thấy rồi ha, họ hạnh phúc như thế nào, họ may mắn như thế nào. Khi mà các bạn xem những cái hình ảnh đó thì các bạn nhìn thấy mình, thì các bạn thấy là mình may mắn, mình lấy được anh xã mình là một cái người đàn ông, là có nghĩa là yêu thương, trân trọng, chăm sóc cho mình, coi như là lo lắng bảo bọc cho mình ha. Nhưng mà có rất là nhiều những người khác, các bạn thấy họ cũng hạnh phúc còn hơn mình, có may mắn hơn mình nữa, có những cái dễ dàng, những cái mà họ được chồng của họ giống như là ủng hộ họ hết mình. Giống như là thí dụ như Chi đi, anh xã chị, anh ủng hộ Chi, hay là ảnh bảo bọc cho Chi hết tất cả mọi thứ, nhưng mà duy nhất có cái điều mà ảnh không có cho Chi đi, ảnh không muốn cho Chi làm nghề nail, hay là ảnh không muốn cho Chi làm YouTube. Đó là cái điều mà trở ngại đối với Chi. Còn những người mà người ta ủng hộ vợ, người ta đồng hành làm YouTube luôn, có nghĩa là mỗi ngày hai vợ chồng cùng nhau hợp tác để chia sẻ tất cả mọi thứ trên YouTube, là các bạn thấy những cái người đó quá hạnh phúc, quá may mắn rồi. Nhưng mà cũng có một số người cũng lấy chồng Mỹ, hoặc là cũng có người thân hoặc bạn bè lấy chồng Mỹ các bạn, nhưng các bạn đó cũng chia sẻ với mình, hoặc là quen bạn trai qua mạng đó, thì các bạn cũng chia sẻ với mình là những điều mà các bạn đó gặp phải là không may mắn gặp được những cái người mà tốt, hoặc là gặp những cái người lừa đảo ở trên mạng rất là nhiều, và các bạn chia sẻ cho mình những cái điều mà các bạn đã gặp phải. Thì các bạn cảm thấy mất niềm tin vào những người đàn ông ngoại quốc, hoặc là những cái người mà quen qua mạng. Thì thật sự đó là một cái điều tất nhiên các bạn, Chi đã chia sẻ rất là nhiều rồi. Có nghĩa là khi mà các bạn trong những cái mối quan hệ, nhất là mà nam nữ mà từ xa như vậy, không hề quen biết nhau mà chỉ qua mạng đó, thì thật sự là các bạn đừng bao giờ đặt lòng tin quá nhiều. Đó là điều mà Chi luôn luôn nhắc nhở các bạn, đừng bao giờ đặt lòng tin quá nhiều đối với những người mà mình chưa bao giờ mình biết mặt ha. Mình sẽ đánh giá họ qua cái cảm nhận của mình, thực sự là cái cảm nhận của mình. Nhưng mà
các bạn đừng quá đặt lòng tin, mặc dù cho dù là mình thật sự thích họ, hoặc là cho dù là họ làm như thế nào mà thấy rằng là họ là cái người là để cho mình tin tưởng thật sự, nhưng mà mình cũng phải vẫn đừng đặt lòng tin hết, và mình phải để kiểm chứng một cái thời gian sau đó, rồi thì lúc đó các bạn mới chắc chắn là mình có thể tin tưởng người này hay không. À, như bản thân mình cũng vậy luôn các bạn, mặc dù mình tin tưởng ông xã mình để mà mình gặp mặt anh xã mình, nhưng mà thật sự tin tưởng chỉ là tin tưởng là cái người này là cái người thật thà thôi, chứ còn mình chưa chắc là người ta có tốt được hay không. Chỉ phải qua thời gian sống chung với nhau và những cái gì anh ấy thể hiện thì mình mới thấy được rằng mình chắc chắn bao nhiêu phần trăm là cái người này tốt hay xấu. Mỗi người có một cái hoàn cảnh khác nhau. Đối với những người mà chị thấy là có những người ở Việt Nam bây giờ á, đa số là tất cả các bạn mà còn trẻ đó, giống như là chưa từng đổ vỡ qua cuộc hôn nhân nào hết, chưa có từng kết hôn luôn á, thì các bạn cũng có xu hướng, ở Việt Nam mình cũng có xu hướng là muốn lấy chồng nước ngoài, hoặc là muốn quen bạn trai nước ngoài đó. Tại vì các bạn cũng thấy được là người nước ngoài họ yêu thương, họ trân trọng phụ nữ, họ lãng mạn hơn, có nghĩa là những cái cuộc tình mà của người đàn ông nước ngoài với lại so với những người đàn ông Việt Nam của mình là khác xa một trời một vực, cho nên là các bạn cũng hứng thú, các bạn cũng muốn giống như là có một cái mối tình như vậy ha, để thử xem coi nó khác nhau như thế nào so với những người đàn ông Việt Nam. Thì ở Việt Nam của mình đó, hồi xưa đó thì ít có người mà nghĩ tới vấn đề mà lấy chồng lấy vợ nước ngoài ha các bạn. Nhưng mà thời gian sau này chị thấy xu hướng bây giờ ở Việt Nam mình á, là những cái cô gái trẻ luôn nha, cũng chưa bao giờ mà kết hôn qua lần nào luôn, cũng có cái xu hướng là muốn lấy chồng nước ngoài hoặc là muốn tìm bạn trai nước ngoài. Nhất là những bạn gái hay là những người mà có điều kiện mà giao tiếp bằng tiếng Anh, hay là giỏi tiếng Anh, học trường ngoại ngữ, hay là tiếp xúc với là những người nước ngoài thường đó, thì các bạn sẽ có cái xu hướng là tìm những người bạn trai ở nước ngoài hoặc là lấy chồng nước ngoài. Bởi vì các bạn cũng thấy rằng so với những người đàn ông Tây á, thì họ có cái sự chiều chuộng, họ có cái sự hiểu biết, lãng mạn, trân trọng phụ nữ hơn, cho nên là các bạn cũng thích thú với cái điều đó, cho nên các bạn cũng muốn thay đổi so với những người mà giống như đã từng quen hoặc là đổ vỡ qua những cái mối tình mà người Việt Nam của mình mà đã không có được như ý đó, thì các bạn sẽ có cái suy nghĩ rằng mất lòng tin ở người đàn ông Việt Nam và muốn tìm cho mình một cái người đàn ông nước ngoài để thử coi họ khác nhau như thế nào. Còn đối với những người mà giống như Chi, những người đã từng trải qua những cuộc hôn nhân đổ vỡ rồi, thì mình thật sự mà nói là có nhiều người họ cố tình tìm cho mình một cái mối tình người nước ngoài, bởi vì họ thấy rằng so với người chồng Việt Nam thì họ gia trưởng, hay là họ không có lãng mạn, không có chiều chuộng, thì họ lại muốn tìm một cái người đàn ông khác để mà họ lấp đầy lên những cái thiếu sót, hay là những cái giống như họ mong muốn được, khát khao có được những cái hạnh phúc mà người khác mang lại cho mình, là cái sự trân trọng, yêu thương và chia sẻ với mình tất cả mọi thứ. Vì vậy là các bạn muốn thay đổi rằng là hay nghĩ rằng là những người đàn ông nước ngoài là họ sẽ có cái điều đó, cái ưu điểm đó của họ sẽ hơn những người đàn ông Việt Nam đó. Nhưng mà thật sự ra đó, ngoài những cái điều mà các bạn hỏi Chi về những cái hình ảnh các bạn thấy rằng những cái cặp hôn nhân mà hạnh phúc đó, thì cũng có nhiều bạn, các bạn cũng có không ít bạn chia sẻ với mình là các bạn đã gặp những người đàn ông qua mạng, hoặc là bạn bè hoặc người thân của các bạn đã gặp những người đàn ông không tốt, lừa đảo qua mạng, hoặc là giống như là nói chung là không có tin tưởng, cũng qua mạng, cũng lên mạng tìm hiểu vài lần rồi, nhưng mà rốt cuộc cũng không đi đến đâu. Và có những người cũng đã vướng vào những cái vấn đề mà lấy kết hôn nhau luôn 1-2 năm luôn, rồi cũng cảm thấy không hợp với nhau rồi lại chia tay, đối với những người đàn ông nước ngoài. Cho nên á, là không phải tất cả những người đàn ông nước ngoài nào cũng đều tốt, hoặc là ai cũng có thể là may mắn tìm được cho mình một cái người đàn ông mà như ý mình muốn hết các bạn. Và kể cả những người mà chia sẻ những cái kênh YouTube, hoặc là những cái chia sẻ những cái hình ảnh của mình trên những cái trang những cái video mỗi ngày, thì các bạn cũng chỉ nhìn thấy được cái bề nổi thôi, chứ thật sự ra cái bề chìm có thật sự là nó cũng cuộc sống vợ chồng nào thì nó cũng giống nhau hết các bạn. Tại vì mình đã từng trải qua cái cuộc sống hôn nhân là trước đây cũng khá dài rồi, và bây giờ khi mà cuộc hôn nhân này đó, thì đối với mình á, thì mình cũng cảm nhận rằng nó cũng giống nhau thôi các bạn. Nó cũng không khác gì cả, những cái mâu thuẫn, những cái xung đột vợ chồng hoặc là tính cách với nhau thì nó cũng giống nhau. Nó chỉ khác nhau một cái là người đàn ông nước ngoài họ tôn trọng mình hơn, và họ lắng nghe mình nhiều hơn, và
họ có thể là họ có một cái suy nghĩ là nó không có bảo thủ, và họ có thể là giống như là họ rất là đánh giá cao về những gì mình làm. Còn những người đàn ông Việt Nam á, thì họ ít có trân trọng những cái người, những cái gì mà vợ của mình làm. Mình không phải là mình nói hết tất cả những người đàn ông Việt Nam các bạn, nhưng mà đa số là cái giống như là cái định kiến của người đàn ông Việt Nam của mình là họ chỉ cho rằng sau khi kết hôn rồi đó là những người phụ nữ họ làm tất cả mọi thứ, đó là trách nhiệm những người phụ nữ phải làm, và họ cũng không cần tri ân những cái sự vất vả hay là những cái điều mà vợ của họ mang đến cho họ. Vì vậy mà tâm lý những người phụ nữ mà khi mà có chồng á là càng ngày mà càng cảm thấy bất mãn, hoặc là cảm thấy rằng những cái công sức của mình bỏ ra hay những cái gì đó mà mình cố gắng mình là làm được không được chồng mình trân trọng, cho nên là các bạn sẽ dần mất đi cái sự mà gọi là tương tác với nhau giữa vợ chồng, thì nó dần dần đi sẽ ảnh hưởng tới cái việc mà mất hạnh phúc gia đình. Còn đối với người Mỹ á, các bạn biết không, chi thì chi không có chị Chi không biết rằng những cái cặp vợ chồng mà kết hôn với nhau khi còn trẻ thì sẽ như thế nào, nhưng mà đối với Chi bây giờ thì mình đang nói về cái cuộc hôn nhân của mình thôi các bạn. Đó là khi Chi với anh xã Chi hai người kết hôn với nhau đó là đã từng trải qua đổ vỡ rồi, Chi cũng đã từng trải qua, anh xã Chi cũng đã từng trải qua rồi, cho nên là cả hai cũng đã đều thấy ra được những cái vấp ngã của mình trước đây, những cái sai sót, những cái gì mà mình đã từng đi qua trong cái cuộc hôn nhân trước đây của mình, để mà mình rút ra được những cái bài học cho mình, để mình trân trọng hơn cái cuộc hôn nhân hiện tại. Vì vậy trong cuộc sống có đôi lúc á, các bạn biết không, mình cũng gặp lại những cái tình cảnh tương tự với những cuộc hôn nhân trước của mình, nhưng mà mình lại ngẫm nghĩ rằng bây giờ bởi vì cuộc sống không có ai hoàn hảo cả, và mình đã từng trải qua một lần như vậy rồi, mình đã từng vấp ngã những cái điều mà giống như là cái tôi của mình quá lớn, mình cũng không có giống như là chấp nhận cái hiện tại, cho nên là đôi khi là mình lại cố chấp đó, cho nên là mình đã đánh mất cái hạnh phúc của mình, có thể là như vậy. Thành ra khi mà mình chấp nối lại với nhau như vậy đó thì mình lại nhẹ nhàng hơn các bạn, mình nhẹ nhàng hơn và mình sống chậm lại hơn, mình cũng không có làm cái gì mình cũng phải suy nghĩ đắn đo rất là nhiều, bởi vì mình cũng nghĩ rằng mình không có muốn bị sai phạm một lần thứ hai nữa. Vì vậy mà đối với Chi á thì hạnh phúc á thì mình không biết, mình cũng không dám nói trước là sau này mình hạnh phúc được lâu dài hay không, nhưng mà mình chỉ cảm thấy rằng đối với ai cũng vậy, cuộc hôn nhân của vợ Việt chồng Mỹ hoặc là Việt Nam gì cũng vậy hết, thì ai cũng cũng phải cố gắng, tất cả mọi người trong cuộc sống là phải cố gắng hết, đối với cuộc hôn nhân nào cũng phải cố gắng, kể cả người chồng Việt Nam hoặc là người chồng Mỹ cũng vậy. Nếu như mà chồng Mỹ mà có cái tính cách mà giống như cũng không thấu hiểu vợ hay là cũng không biết trân trọng vợ thì đương nhiên rằng là cái cuộc hôn nhân đó cũng sẽ tiếp tục tan vỡ mà thôi. Giống như Chi trước đây mà Chi chưa có làm YouTube á, Chi cũng xem những cái người mà chia sẻ về những cái người vợ Việt chồng Mỹ á, lúc đó chưa có nhiều người mà chia sẻ về cuộc sống vợ Việt chồng Mỹ đâu các bạn, mình chỉ nghe qua bạn bè của mình và đọc sách báo hay này kia thôi, thì mình nghe nói là những người chồng Mỹ là những người mà khi mà lấy nhau rồi thì chỉ được vài năm thôi là họ sẽ chia tay, rồi họ sẽ tìm hạnh phúc mới, bởi vì là người Mỹ là họ không có giống như là trân trọng những cái cuộc hôn nhân, họ rất là dễ dàng chia tay thế này thế kia. Rồi chồng Mỹ là họ sẽ sòng phẳng lắm, là họ không có yêu thương vợ con giống như người Việt Nam của mình. Thì hồi đó thì Chi chỉ nghe qua những cái đó qua sách báo thôi các bạn, cho nên là mình cũng hoang mang lắm. Nhưng mà sau khi là mình sống một thời gian này là cũng cũng gần 4 năm rồi, thì và mình cũng may mắn gặp được rất là nhiều bạn bè cũng lấy chồng Mỹ cũng giống như mình, thì mình cũng tham khảo, thì mình cũng thấy rằng có rất là nhiều người họ cũng hạnh phúc vậy. Thì Chi nghĩ rằng đó là quan trọng là do mình đó các bạn, mình sống thí dụ như trong cuộc sống mà nếu mà mình luôn luôn mình nghĩ tới những điều tích cực và mình cố gắng, mình luôn luôn mà mình xây dựng cái cuộc hôn nhân của mình, thì Chi nghĩ là đối với vợ Việt chồng Mỹ hay là vợ Việt chồng Việt Nam gì cũng vậy hết, thì mình cũng cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc thôi. Cho nên á, có nhiều bạn á, chi thấy sẵn thì chi chia sẻ với các bạn luôn ha, là chi thấy là trên những cái video có một số người á, chia sẻ về họ nói về cái chuyện mà cuộc sống của vợ Việt chồng Mỹ á, thì có những người là cũng làm YouTube luôn các bạn, những người đàn ông luôn á, chia sẻ về việc mà lấy chồng Mỹ là có thật sự là sướng hay không hay thế này thế kia đó, thì các anh á thì chia sẻ y như đúng rồi, giống như là các anh là cái người đã từng lấy vợ Mỹ rồi hay là các anh là cái người lấy chồng Mỹ rồi, các bạn chia sẻ nói là ở chồng Mỹ coi vậy chứ nó không có tốt đâu, nó sòng phẳng lắm, nó ăn uống là cái gì nó cũng bắt chia đôi hết, là coi như là nó sòng phẳng rồi, nó không có quan tâm tới vợ con. Thì chị không biết là
các anh này á là giống như là chỉ nghe nói hay là chỉ hiểu qua một cái vấn đề mà các anh thấy bên ngoài thôi, chứ thật sự các anh cũng chưa bao giờ thấy được thực tế cuộc sống của cái người vợ việc chồng Mỹ nó như thế nào đó. Mình đây là hồi xưa mình cũng từng nghe các bạn, nhưng mà bây giờ sau khi mình sống rồi thì mình mới thấy rằng hoàn toàn cái người chồng của mình, không phải riêng chồng của mình nha các bạn, mà những người chồng của bạn mình mà mình đã may mắn quen được các bạn ở trên cái YouTube của mình á, thì cũng lấy chồng Mỹ thì họ cũng đa phần ha, những người mà bạn mình quen biết á cũng đa phần là những người đó cũng rất là hạnh phúc, là bởi vì chồng của họ cũng đối xử với họ, cũng yêu thương họ và cũng không có cái vấn đề mà sòng phẳng hay là giống như đối với những người mà họ nói rằng chồng Mỹ là họ sòng phẳng lắm, cái gì họ cũng chia đôi là không có ha các bạn. Đối với mình hồi nào tới giờ là cái từ ngữ mà gọi là chia đôi trong cái việc mà văn hóa của Mỹ là đối với mình là không có xảy ra trong cái cuộc sống hôn nhân của mình. Mà Chi thấy rằng rất là nhiều người cũng vậy nữa, các bạn cũng chia sẻ là họ không gặp phải như vậy. Cho nên là mình cũng không nói hết được hết các bạn. Cho nên là tùy theo mỗi người, bởi Chi mới nói là mỗi người mỗi hoàn cảnh khác nhau. Còn đối với những người giống như là khi bắt đầu cuộc hôn nhân mà chưa có từng, có nghĩa là từ còn trẻ với nhau đó, thì Chi nghĩ chắc cũng giống như là Việt Nam của mình thôi, thì hai vợ chồng cũng chưa có gì hết, cũng tạo dựng lên hết tất cả từ hai bàn tay trắng, thì họ cũng giống như là người Việt Nam của mình thôi các bạn. Và những người nào mà lấy vợ Việt Nam thì Chi nghĩ rằng họ cũng sẽ chịu khó học hỏi những cái văn hóa của người Việt Nam để có thể hòa nhập với cuộc sống với vợ, thì họ sẽ hạnh phúc mãi mãi các bạn. Còn những người nào mà họ cái tôi của họ lớn quá mà họ cứ nghĩ rằng ở văn hóa của họ là chính, là họ không muốn học hỏi văn hóa của Việt Nam, thì rất là dễ xảy ra cái sự đổ vỡ tiếp theo. Đó là cái chuyện hiển nhiên thôi, mà Chi nghĩ thì cái điều rất là bình thường các bạn. Những người đàn ông giống như là những người mà chia sẻ về những người đàn ông Việt Nam của mình là yêu thương vợ con nhiều hơn, là hạnh phúc hơn, là những người chồng Mỹ là có nghĩa là không có được như người Việt Nam đâu, thì thật sự ra cái đó là chưa hoàn toàn chưa chính xác các bạn. Bởi vì người Việt Nam của mình thật sự nha, không có đổ vỡ nhiều, không có ly dị nhiều, nhưng mà không có nghĩa là các chị sống trong cái cuộc sống hạnh phúc đâu, chưa hẳn các bạn. Bởi vì họ chỉ là văn hóa Việt Nam của mình là họ chưa có nghĩ đến vấn đề mà ly dị ly hôn, khi mà có thể là họ níu kéo cái cuộc hôn nhân đó cho đến khi nào mà cảm thấy là không thể nào níu kéo được thì họ mới ly hôn thôi. Còn đối với người Mỹ thì họ cảm thấy họ trân trọng lắm, họ trân trọng kể cả giống như khi mà họ không hạnh phúc với nhau nữa thì họ chia tay, nhưng mà sau khi chia tay rồi họ vẫn là giữ một cái mối quan hệ bạn bè rất là tốt đẹp, để mà giống như là họ vẫn quan tâm chăm sóc với nhau cho con cái, hoặc là quan tâm với nhau cuộc sống của nhau mặc dù không còn là vợ chồng. Đó là một cái nét rất là hay của cái văn hóa Mỹ mà mình cảm thấy rằng mình sau khi mình lấy chồng Mỹ và mình thấy được những cái điều xung quanh của mình là mình thấy đó là một cái văn hóa rất là hay mình phải cần học hỏi các bạn. Việt Nam mình thì không có như vậy. Việt Nam của mình là chỉ thấy là chia tay ly dị rồi là coi như là ai đường ai đấy đi luôn, có thể là thành kẻ thù luôn đó. Nhưng mà người Mỹ thì họ không có như vậy. Họ chia tay rồi nhưng mà họ vẫn coi như bạn bè, và họ có thể là chăm sóc với nhau, quan tâm với nhau và có thể hỗ trợ với nhau về mặt kinh tế, tinh thần hay này kia luôn, nhưng mà chỉ có là họ tôn trọng cuộc sống cá nhân của mỗi người đó. Thì hôm nay là mình cũng chia sẻ với các bạn về một chút những cái câu hỏi các bạn hỏi mình làm thế nào để mà lấy chồng Mỹ tốt này kia, thì đó như nãy giờ chị chia sẻ đó các bạn. Tùy theo người Việt Nam của mình hay là người Mỹ gì cũng vậy hết á, người nào cũng hên xui thôi, mình nói cái câu này hên xui luôn các bạn. Những điều các bạn thấy mình chia sẻ hoặc là những cái bạn khác chia sẻ, đó là những cái mặt mà các bạn thấy những điều tích cực, nhưng có những điều tiêu cực trong cuộc sống nữa có thể chi hoặc những bạn khác không chia sẻ nhiều, nhưng mà đó là những cái điều mà trong cuộc sống vợ chồng nào cũng gặp phải hết các bạn. Cho nên là các bạn đừng có nhìn thấy những cái màu hồng đó các bạn nghĩ rằng nó quá thần tượng hóa những cái cuộc hôn nhân của những người vợ Việt chồng Mỹ là hơn người Việt Nam, thì các bạn cũng chưa hẳn là đúng. Mà mình chỉ thấy đó là những cái điều tích cực, là những người Mỹ họ lấy vợ Việt Nam họ cũng vẫn trân trọng, họ cũng vẫn tôn trọng cái văn hóa của Việt Nam, là họ vẫn chăm sóc vợ con, họ cũng vẫn chăm sóc vợ con, cũng chia sẻ cho vợ, cũng bảo bọc cho vợ tất cả mọi thứ, chứ không có phải mà giống như là văn hóa là sòng phẳng hay là tiền ai nấy xài hay là họ sống theo cái kiểu Việt Nam mà họ không có tôn trọng cuộc hôn nhân, không phải là như vậy nha các bạn. Thì mình cũng chưa biết là tương lai sau này như thế nào, mình chưa chắc chắn được cái cuộc hôn nhân của mình nó kéo dài được bao lâu, nhưng ai cũng vậy hết các bạn, cho dù Việt Nam hay là nước ngoài gì cũng vậy. Bây giờ hiện tại, bây giờ cuộc sống hôm nay mình cảm thấy là mình ráng trân trọng, mình ráng cố gắng, mình làm hết sức mọi thứ có thể trong ngày hôm nay thôi, thì được ngày nào thì mình hay ngày đó, chứ thật sự là tương lai thì mình chưa bao giờ mình nói được là tương lai của mình nó sẽ như thế nào cả, mình chưa chắc chắn được các bạn. Nhưng mà cứ hãy làm hết tất cả mọi thứ thì mình thấy rằng sau 4 năm mình đã
xây dựng được cái cuộc hôn nhân của mình thì mình cảm thấy rằng mỗi ngày mình cảm thấy mình vui hơn, mình cảm thấy hạnh phúc hơn và mình cảm thấy rằng mình nhận được những cái gì mà mình cố gắng mình bỏ ra, thì đó là cái thành quả của mình. Còn sau này như thế nào nữa hay là những cái chuyện gì xảy ra xảy đến nữa thì lúc đó là mình nó lại một cái trường hợp khác nữa ha. Thì thôi, hôm nay là cái video của mình cũng đã dài rồi, mình cũng xin dừng cái video ngày hôm nay ở đây và sẽ chia sẻ với các bạn tiếp về cái chủ đề này khá hấp dẫn đó. Tại các bạn hỏi mình rất là nhiều thì các bạn cứ gửi tin nhắn cho mình, cứ hỏi mình đi rồi mình sẽ trả lời cho các bạn những cái nào các bạn thắc mắc cũng biết ha. Rồi, cảm ơn tất cả các bạn rất là nhiều. Xin chào tất cả mọi người.